Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Phương Tây toát mồ hôi vì ông Zelensky Cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR tuyên bố rằng những người phương Tây ủng hộ Kiev đang thực sự quan ngại trước việc ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Vladimir Zelensky đang giảm nhanh chóng. Nhiệm kỳ 5 năm của Zelensky về mặt kỹ thuật sẽ hết hạn vào thứ Hai, Mặc dù ông dự kiến sẽ giữ chức vụ của mình, Kiev đã từ chối bầu cử tổng thống mới do tình trạng thiết quân luật. SVR hôm thứ Hai, 20 tháng 5 tuyên bố rằng các cuộc thăm dò dư luận do Mỹ và các đồng minh tiến hành ở Ukraine nhằm mục đích sử dụng nội bộ cho thấy sự thiếu tin tưởng vào nhà lãnh đạo đương nhiệm và một số tổ chức quan trọng của đất nước. Mức độ ủng hộ dành cho Vladimir Zelensky giảm xuống 17% và tiếp tục giảm. Hơn 70% công chúng không tin tưởng vào tất cả các phương tiện truyền thông Ukraine, trong khi khoảng 90% rời khỏi đất nước. Tuyên bố của SVR cho biết, ngay cả trong số quân đội, những người đang phải chịu sự điều chỉnh liên tục về ý thức hệ, mức độ nổi tiếng của Zelensky vẫn ở mức dưới 20%. SVR cho biết, các quốc gia phương Tây đã thúc giục chính phủ Zelensky tăng cường nỗ lực tuyên truyền để người Ukraine lo sợ rằng chiến thắng của Nga sẽ dẫn đến thảm họa cho họ. Tuyên bố tiếp tục cho biết, Tổng thống Zelensky trong khi lo sợ cho sinh mạng chính trị của mình cũng đã tiến hành một cuộc thanh trừng trong bộ máy quân sự và an ninh để loại bỏ các mối đe dọa có thể xảy ra đối với quyền lực của ông. Tuyên bố gần đây của Kyiv rằng một âm mưu của các quan chức cấp cao nhằm ám sát Zelensky đã bị vạch trần là rõ ràng là hư cấu và xuất phát từ cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Khiếu nại pháp lý về việc Zelensky vẫn tiếp tục tại nhiệm từ 21 tháng 5 đang gây tranh cãi. Hiến pháp Ukraine cấm một số quy trình dân chủ nhất định dưới tình trạng thiết quân lập, chẳng hạn như bầu cử quốc hội hoặc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, nhưng không nêu ra những hạn chế tương tự đối với các cuộc bầu cử tổng thống. Quan chức chính phủ cấp cao lý luận rằng việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn quốc trong hoàn cảnh này sẽ không an toàn cho cử tri và cực kỳ tốn kém. Một số phương tiện truyền thông thân thiết với ông Zelensky lập luận rằng trong một cuộc bầu cử giả định, sự nổi tiếng của Zelensky sẽ khiến ông trở thành lựa chọn mặc định của người Ukraine. Nhiều người ở Ukraine thấy việc tổ chức bầu cử là vô nghĩa nếu người chiến thắng rõ ràng là nắm giữ trước Tổng thống. Không một chính trị gia Ukraine nào ngày nay có thể so sánh với Zelensky về mức độ tin tưởng và hỗ trợ. Chi nhánh tiếng Nga của đài truyền hình Anh BBC tuyên bố hôm Chủ nhật trong một chủ đề trên X, trước đây là Twitter. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tình trạng không rõ ràng của Zelensky sẽ đặt ra câu hỏi về bất kỳ hiệp ước nào với Moscow mà ông có thể ký trong tương lai. Nga sẽ tổ chức tập trận hạt nhân vào khung thời gian thích hợp. Nga ngày 20 tháng 5 cho biết sẽ tổ chức cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân phi chiến lược theo lệnh của tổng thống Vladimir Putin vào khung thời gian thích hợp. Tổng thống Putin hồi đầu tháng này đã yêu cầu quân đội tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật sau những gì Moscow cho là mối đe dọa từ Pháp, Anh và Mỹ. Và khi được hỏi về cuộc tập trận, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 5 khẳng định nó sẽ được tổ chức trong các khung thời gian phù hợp và đây là vấn đề của Bộ Quốc phòng. Đây là câu hỏi dành cho Bộ Quốc phòng, quả thực đã có lệnh từ Tổng tư lệnh tối cao, lệnh này sẽ được thực hiện trong khung thời gian thích hợp, ông Peskov nói. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo các cuộc tập trận hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Putin và có sự tham gia của lực lượng tên lửa, không quân và hải quân sẽ diễn ra trong tương lai gần. Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của nước này trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 3, tổng thống putin một lần nữa nhấn mạnh nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại độc lập chủ quyền của đất nước vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa quan chức pháp đề nghị cho phép ukraina dùng vũ khí viện trợ tập kích nga Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp Jean-Louis Blanc kêu gọi giới chức nước này cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này viện trợ để thực hiện các vụ tập kích vào lãnh thổ Nga. Theo trang tin Prada, trong thư gửi các lãnh đạo Pháp cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp Jean-Louis Blanc cho rằng đã đến lúc Pháp nối gót Anh, dỡ bỏ hạn chế lâu nay với Ukraine về việc sử dụng vũ khí do Paris viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga. Ông Black lập luận, sự thay đổi về bản chất này sẽ là hợp pháp nếu xét đến tình hình hiện nay, bởi vì nó sẽ chấm dứt sự bất cân bằng giữa bên tấn công và bên phòng vệ. Mặt khác, ông nhấn mạnh, Pháp và các nước phương Tây khác không muốn xung đột trực tiếp với Nga. Vì vậy, vấn đề không phải là Pháp can thiệp vào các hoạt động quân sự, mà là xóa bỏ một điều cấm kỵ phi lý, ông viết trong thư kêu gọi. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, các nước phương Tây đã viện trợ hàng chục tỷ USD quân sự cho Kiev trong các tuyên bố công khai các nước này đều khẳng định vũ khí viện trợ cho ukraina chỉ nhằm mục đích phòng vệ và kiev phải cam kết rằng không sử dụng những vũ khí đó để tấn công vào lãnh thổ nga tuy nhiên lập trường này dường như đang có sự lung lay trong chuyến thăm kiev mới đây ngoại trưởng anh david cameron cho hay anh không phản đối ukraina dùng vũ khí do london viện trợ để thực hiện những vụ tập kích như vậy pháp là một trong những quốc gia hỗ trợ ukraina mạnh nhất kể từ khi xung đột nổ ra tổng thống pháp emmanuel macron trong những tháng gần đây tuyên bố pháp không loại trừ kịch bản đưa quân đến ukraine trong trường hợp nga phá vỡ phòng tuyến của ukraine về phía mỹ trong chuyến công du kiev trong tháng này ngoại trưởng mỹ anthony blinken nói rằng ukraine có quyền lựa chọn cách tiến hành cuộc chiến với nga nhưng washington không khuyến khích tấn công vào lãnh thổ nga nga tuyên bố kiểm soát làng biểu tượng tại miền đông ukraine Nga tuyên bố chiếm Bengorovka, một trong những làng hiếm hoi Ukraine còn kiểm soát ở Lugan và là biểu tượng về sự kháng cự của Kiev ở khu vực. Sau những nỗ lực tấn công, các đơn vị thuộc cánh quân Nam đã giải phóng hoàn toàn làng Bengorovka ở tỉnh Luhansk và chiếm được các vị trí thuận lợi hơn, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 5 thông báo. Ngoài ra, cánh quân Nam đã đánh bại lực lượng Ukraine gần 4 làng tại tỉnh Donetsk, khiến đối phương thiệt hại tổng cộng hơn 340 binh sĩ, 3 xe tăng và loạt pháo do phương Tây viện trợ. Trong khi đó, cánh quân trung tâm đã cải thiện được chỗ đứng tại Donetsk, gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine gần các làng Umanskoye, Netailovo, Ocheretino, đồng thời đẩy lui cuộc phản công của Kiev gần làng Soloyovo. Ukraine mất hơn 330 binh sĩ, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh Marder và một thiết giáp Bradley. Cánh quân Bắc cũng đã đẩy mạnh tấn công ở tỉnh Đông Bắc Kakov, hạ hoặc làm thương tối đa 390 lính Ukraine và chặn đứng hai cuộc phản công, theo Bộ Quốc phòng Anh. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Làng Pengorovka có dân số khoảng 800 người trước chiến sự. Nga từng kiểm soát Pengorovka trong giai đoạn đầu của xung đột. Song Ukraine đã tái chiếm ngôi làng trong cuộc phản công chớp nhoáng vào tháng 9 năm 2022. Từ đó, Pengorovka được coi là biểu tượng về sự kháng cự của Ukraine tại tỉnh Lugan, do đây là một trong những ngôi làng hiếm hoi Ukraine còn giữ lại tại khu vực. Kiểm soát làng Lugan, vùng Nga tuyên bố sắp nhập vào năm 2022, từ lâu đã là một trong những ưu tiên hàng đầu của Moscow. Quân đội Ukraine hai tuần gần đây đang phải đối mặt với áp lực cực lớn trên chiến trường, trong bối cảnh lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công ở cả mặt trận phía Đông và Đông Bắc, nhằm tận dụng thời gian viện trợ quân sự của Mỹ vẫn chưa thể đến tay nhiều đơn vị Ukraine ở tiền tuyến. Binh sĩ thuộc 5 lữ đoàn Ukraine tại Donbass mới đây nói rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ viên đạn pháo nào từ các gói viện trợ mới của phương Tây, dù Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 16 tháng 5 tuyên bố lần đầu tiên không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng họ không có đạn pháo kể từ khi xung đột bùng phát. Giới chuyên gia cho rằng, một trong những mục tiêu của Nga khi mở chiến dịch ở Kharkov từ hôm 10 tháng 5 là khiến Kiev phải dàn mỏng quân, đưa lực lượng dự bị và các đơn vị tinh nhuệ đến phòng thủ Kharkov. Trong khi đó, Nga vẫn tập trung vào mục tiêu chính là kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo